Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Diễm Châu xin chào quý khán giả của chương trình Bác sĩ và Mẹ. Cảm ơn Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình, giúp kết nối các bác sĩ và cộng đồng những người quan tâm y tế và sức khỏe. Đây còn là một mạng xã hội dành riêng cho các bác sĩ và chuyên gia y tế cùng trao đổi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn. Mà mới để ý nhung nhanh là mấy đứa nhỏ mà gần thôi nôi, nó hay bệnh. Bản thân em là bệnh này luôn, dạ. Nên có kinh nghiệm bản thân dữ luôn. Thì khi mà đắp lên bắt đầu bị dưỡng, không nổi gì hết nhưng mà con ngứa. Có nghĩa là cứ vặn mình qua lại, cứ mỗi lần làm như vậy là bị. Cho nên là từ bé tới giờ em không có áp dụng những cái phương pháp nhân gian cho con. Tụi em đã qua dòng kiểm tra, qua là làm mẹ cũng được. Và khách mời đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay là bác sĩ chuyên khoa 1 Nhi khoa Huyền Tôn Nữ Thụy My, đối tác y tế của Doctor Network và đã có kênh chính thức trên kênh Doctor Network. Xin chào MC Diễm Châu và xin chào các mẹ. Bác sĩ chuyên khoa 1, Nhi khoa, Huyền Tôn Nữ Thụy My là giám đốc y khoa thuộc chuỗi phòng khám Kinderhealth, góp phần tạo ra thế hệ trẻ em khỏe mạnh và phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, học tập. Có kinh nghiệm 13 năm trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ em, 7 năm làm bác sĩ chính tại khoa hô hấp chuyên sâu, bệnh dị ứng, bệnh viện Nhi đồng 2. Mimi xin tự giới thiệu, Mimi tên đầy đủ là Huyền Tôn Nữ Thụy My, bác sĩ chuyên khoa 1 về nhi khoa. Mimi đã có hơn 13 năm kinh nghiệm đồng hành sức khỏe cùng với lại các mẹ. Và đồng thời Mimi đã có hơn 9 năm kinh nghiệm làm mẹ. Wow. Mimi đang là mẹ của hai bạn nhỏ, đó là bạn Mỉnh và bạn Hy. Vậy là hôm nay là buổi trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm giữa các bà mẹ với nhau ha. Không thể thiếu sự có mặt của hai hot mom ngày hôm nay. Các mom xin tự giới thiệu giúp chị nha. Xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình. Xin chào MC và em xin chào bác sĩ ạ. Em tên là Trịnh Hân. Vũ công Trịnh Nguyễn Hân hay còn được biết đến với cái tên Trịnh Hân. Cô hiện có một bé xinh xắn đáng yêu tên Copy, 1 tuổi rưỡi. Không biết mẹ Trịnh Hân sẽ đem đến câu chuyện gì đây? Dạ, em xin chào bác sĩ, chào MC và chào mọi người đang xem chương trình. Em là Thanh Thanh, đang là mẹ của em bé gái 2 tuổi và mọi người biết đến em theo biệt danh là mẹ Biển Mio ạ. Phan Mỹ Thanh, mẹ của em bé gái Mio 2 tuổi, được biết đến với kênh mẹ Biển Mio. Có thể nói Mỹ Thanh được xem như bà mẹ thông thái khi thường xuyên chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm nuôi dạy con. Liệu mẹ của em bé Mio sẽ mang đến chương trình những câu chuyện thú vị gì đây? Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là điểm danh những nốt trên da của trẻ. Những nốt trên da có nghĩa là nổi mẩn, bị côn trùng cắn hoặc là bị phát ban đó bác. Rộng dữ lắm á nha. Rất là nhiều luôn á. Mi nghĩ rằng là đây là một cái chủ đề mà Mi nghĩ rằng là đã làm mẹ thì không bao giờ mà mình không bị tình trạng là con bị nổi cái mẩn trên da. Dạ đúng rồi. Đầu tiên thì mình sẽ mời mẹ vô đi. Em bé nhà mình có hay bị nổi mẩn không? Dạ, trộm vía từ lúc mà sinh tới bây giờ thì không có. Nhưng mà do là có một cái trường hợp rất là đặc biệt, thì nhân tiện đây có bác sĩ, em cũng mong là chia sẻ cái câu chuyện của mình đến với các mẹ bỉm khác và được bác sĩ giải đáp giúp giùm em. Thì bé em bị tay chân miệng đợt vừa rồi, trong cái mùa cao trào đó, nhưng mà cũng trộm vía là ở mức độ nhẹ nhất. Sau 5 ngày con đã hồi phục lại thì mọi thứ diễn ra bình thường, em vẫn cũng không có cảm thấy là bé bị thay đổi gì sức khỏe quá. Nhưng mà tự dưng tới khoảng 7 đến 8 ngày sau đó thì tự dưng em đưa nó đi chơi khu vui chơi, em mới thấy là da nó đỏ phát ban lên rất là nhiều, những cái đốm lấm chấm. Em mới bắt đầu em sợ mà hết người luôn ạ. Không có chỗ nào không bị luôn, mặt cũng bắt đầu lên. Em mới nói là ủa chết rồi, không lẽ con mình bị tay chân miệng lại. Trong khi vừa mới hết thì em mới tức tốc em đưa bé đi kiểm tra, thì là chỉ là do bé bị giống như là bị dị ứng và nổi lên thôi, chứ thật ra cũng không sốt. Em theo dõi một ngày hơn cũng không có dấu hiệu sốt hay là ngứa, không ngứa luôn ạ. Thì kể câu chuyện bắt đầu từ đó, có nghĩa là không dừng ở đó và liên tục ăn cái gì cũng sẽ bị nổi lên, rồi nhạy cảm với tất cả mọi thứ luôn. Thì sau đó em tìm hiểu và bác sĩ cũng có giải đáp cho em là do là tay chân miệng để lại. Là có nghĩa là do sau khi tay chân miệng là nhạy cảm hoàn toàn. Với con mẹ Kobe thì như thế nào? Thì cái đợt mà bé nhà em bị phát ban mà có lẽ là nặng nhất là đợt đó sốt tới 39 độ. Người ta thường nói đó gọi là sổ ban, cháy gió. Vậy người lúc đầu là cũng quậy dữ lắm. Cái tự không tới tối, cái bả hầm hực sốt. Cái em mới sợ quá, em mới đo nhiệt kế, đo thử thì lúc đó là bảng là 38 độ.
Cái rồi 38,5 độ là em dập thuốc hạ sốt vô liền. Cái bạn mới bắt đầu bạn đỡ xuống, nhưng mà sáng ngày hôm sau và là lên cao tiếp, lại cao tiếp. Cái mới đi khám, cái bác sĩ vạch lưng ra, bác sĩ thấy nút đỏ hết lưng luôn rồi. Như vậy là nó hết rồi, như vậy là nó hết rồi đó. Bác sĩ nói là bắt đầu sổ bàn, cái bắt đầu chiều về, bắt đầu ra tay, ra chân, ra mặt, bể sưng mặt, sưng luôn cái mặt, dù dù đó, cái mặt đã tròn rồi chứ lại bự thêm nữa. Khi mà nghe mẹ của Bi với lại mẹ của Mio chia sẻ câu chuyện về con mình và những cái trải nghiệm nốt trên da á, thì Mimi cũng có một cái trải nghiệm đó nha. Đó là đứa đầu của Mi, mặc dù là trước đó là Mi đã thăm khám cho các bé và những cái nốt trên da này là cái chuyện bình thường nha, nhưng mà đến khi mình là mẹ của con á thì một cái trải nghiệm rất là vô mốt luôn. Mà Mi để ý luôn nha, là mấy đứa nhỏ mà gần thôi nôi nó hay bệnh, đúng không? Con Mi 12 tháng tuổi, đứa đầu tiên của Mi sốt cao liên tục 5 ngày. Trời ơi, tưởng nó sốt xuất huyết không mà. Trời ơi, vẫn đi làm xét nghiệm đủ thứ luôn nha. Rồi đến ngày thứ 5 bả trổ ra, mà ngày mai là thôi nôi bả như là một cái con khỉ đỏ luôn, từ đầu đến chân luôn. Và ban rất là dày đặc ha. Và đúng là khi mà phát ban ra thì còn lại hết sốt. Bây giờ là mình sẽ có một số hình ảnh để các mẹ đoán xem thử coi đây là bệnh gì nha. Sau này mình nhìn thấy nó là mình rút kinh nghiệm liền. Trò chơi này có vẻ thú vị. Xong chưa? Hết giờ rồi nghe. Em xong ạ. Chốt. Ngồi mề đây, chị nghĩ hai cái đó là nó đuổi nhau đó. Này đúng không ạ? Câu trả lời của hai mẹ đã xong rồi, bây giờ mời bác sĩ Mimi xem đáp án như thế này là đúng chưa. Xin gửi lời khen đến các mẹ về, bởi vì hầu như là cả hai mẹ đều làm rất tốt cái bệnh tay chân miệng ha. Đây là bệnh tay chân miệng nha mẹ nha. Với cái tay chân miệng thì mọi người hay nói là sẽ có cái triệu chứng để mà mình biết lúc đầu. Nhưng mà bé em thì chơi rất là vui vẻ, không bị gì hết. Cái tự dưng đưa đi học. Đưa đi học thì sáng hôm đó không ăn, tự dưng quấy. Là đi học rất bình thường mà không chịu gì hết, chỉ chịu cô thôi. Thì cô thấy hơi lạ, thì cô mới bắt đầu cô kiểm tra. Thì bắt đầu nổi những cái vết đỏ trong miệng. Chỉ có vài tiếng thôi á, là một tiếng sau là bắt đầu tay chân lên, nổi lên mà không sốt, rất là nhanh. Cho nên nếu mà em biết thì em đã cho ở nhà rồi. Lúc đó em không biết gì hết, thì em đưa đi học thì cô gọi cô bảo là đang nghi ngờ Mio bị tay chân miệng, nên mà ba mẹ đưa bé đi khám gấp, với lại cũng cách ly bé ra với lại những bạn còn lại. Vậy mình sẽ nhìn vào đâu để mà mình biết được đây là những cái nốt trên da do bệnh tay chân miệng, so với lại cái chuyện nốt trên da này của những bệnh khác như là thủy đậu chẳng hạn? Đầu tiên chắc là vị trí. Với tay chân miệng thì sẽ nổi hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân và miệng. Em thấy đó là có hai dạng, là một là các bé nổi những cái đốm gây ngứa, còn hai là những cái đốm có mụn nước trong đó và dễ bị vỡ. Quá tuyệt vời luôn. Thì Mimi cũng xin chia sẻ tí xíu về bệnh tay chân miệng. Nó là do một loại virus gây ra. Nó là virus đường ruột, nó có tên là enterovirus ha. Và đúng như cái tên của nó đó, nó sẽ nổi những cái mụn nước hồng ban trên nền hồng ban ở vùng tay, vùng chân và vùng miệng. Tuy nhiên nó còn nổi ở vị trí mông đít nữa, quanh cái mông của em bé. Rồi nó còn nổi ở ngay cùi chỏ tay, hai tay, đầu gối ha. Và đặc biệt là bệnh tay chân miệng, đây là những cái nốt do siêu vi, do đó chúng ta sẽ không cần phải thoa sức bất kỳ cái gì lên đây cả. Và nếu mà trẻ có ngứa thì bác sĩ sẽ cho con một chút xíu thuốc giảm ngứa an toàn. Những cái nốt ban này sẽ tự hết sau 7 ngày nha. Và chúng ta không cần điều trị gì để cho cái ban này nó lặn hết. Chúng ta chỉ cần theo dõi sát những dấu hiệu biến chứng nặng của tay chân miệng lên não, ví dụ như là giật mình chơi với, rung tay rung chân, và trẻ quấy khóc liên tục thường xuyên thôi nha. Các mẹ rất là giỏi cho mình lý tay chân miệng. Rồi bây giờ là bác sĩ sẽ chia sẻ thêm sơ qua một số đặc điểm của các bệnh tiếp theo. Và đây là tràm da, eczema. Mẹ làm rất là đúng luôn á. Thì không biết là cái bệnh eczema này là mẹ nghĩ sao hình này là eczema hay quá vậy? Bản thân em là bệnh này luôn, dạ. Nên có kinh nghiệm bản thân dữ luôn ha. Hay quá. Rồi tiếp theo là tính mụn cóc. Đây là mụn cóc, cái này đúng không bác? Cái này không phải mụn cóc. Rồi cái hình này, cái này thì mình sẽ thấy là ở trên đây nhọt nó quá. Đúng rồi, đây là mụn nhọt ha, nó có cái đốm mủ ở trên đây.
À, cái do kia đó là cái này đúng chắc rồi. Là do nóng rồi. À, đây là mụn cóc. Yeah. Nhưng mà nó nghe y chang cái tên của nó là nó nhảy. Nó nhảy thôi. À, nó y chang mụn thịt vậy đó, nó sẽ nhảy ha. Còn cái này là rơm sảy. À, rơm sảy bị nóng mình quá, bị hâm người đúng, nè. Rơm sảy thì nó sẽ ở đây ha. Gái em là bị duyên. À, luôn. ở dưới rơm sảy. Tại sao mà chỗ này lại là rơm sảy mà không phải chỗ này hen? Thì cái rơm sảy này á, nó thường hay nổi ở những cái vị trí mà tăng tiết mồ hôi nhiều. Ví dụ như là cho cái chỗ ngực. Này là cũng đúng rồi bác. À, cái chỗ này thì nó ít tiết mồ hôi hơn vùng ngực. À. Mà thông thường này là do ăn uống á, nó dễ bị ứ động đây, nó kẹt cái cổ mà mấy đứa nhỏ cái cổ của nó kẹt xuống vậy nè. Còn cái này là mày đây. Đúng rồi, mày cái đỏ này do, là mày đây. Mày đây là do dị ứng luôn. Dị ứng luôn. Còn cái này là sốt rồi, sốt này sau cơn sốt ra. Đúng rồi, sau cơn sốt là mình nó sốt khắp người, nó phát nó ra bàn khắp người và nó sẽ hết sốt này. Này là mình thấy em bé viêm rồi, nó gãi nè, nó là do viêm da dị ứng nha. Cái do này là nốt do đồ ăn. Đúng rồi, còn cái này là nốt thủy đậu. Nốt của thủy đậu đây ha. Đây là chốc lở, thông thường là do vi trùng ha các mẹ ha. Và con vi trùng này là vi trùng tụ cầu vàng và nó gây tình trạng rỉ những cái dịch, và khi mà cái dịch vàng nó tiết ra đó, nó sẽ đóng lại cái mày, người ta gọi là giống như mày mật ong ha. Thì đó là đặc điểm điển hình của chốc lở. Cảm ơn bác sĩ Mimi ha. Và qua câu hỏi này thì các mẹ cũng đã có một số kinh nghiệm để mà xem cái những cái hình ảnh để xem con mình nó bị cái vấn đề nào và mình sẽ đưa đi bác sĩ. Nhưng mà nói chung là đưa đi bác sĩ nếu như con mình gặp một cái vấn đề nào mà nó khác thường á, là mình nên đưa đi bác sĩ liền đi. Nhiều khi mình nhận định không có đúng á thì nó sẽ có nhiều nguy cơ không có tốt đến với con. Cảm ơn bác sĩ My rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo đã là câu hỏi đúng sai, thì trên tay các mẹ sẽ có một cái bảng đúng, một cái bảng sai, sai là khóc nhè. Nếu mà đưa ra câu hỏi các mẹ lựa chọn đúng thì mình đưa bảng đúng ha, cái sai thì mình đưa bảng sai ha. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Và câu hỏi đầu tiên, các phương pháp dân gian có thật sự hiệu quả trong việc điều trị phát ban hay không? Ví dụ như là kiêng tắm nè, kiêng gió nè, rồi đắp những cái loại lá mát thì là đúng hay sai? Các mẹ tắm ẩn gì? Con em là sau 1 tuổi thì mọi thứ đều ổn cả, nhưng mà trước cái thời gian 1 tuổi bé hầu như là bị dị ứng rất là nhiều. Nhất là sau khi em sinh bé được 1 tuần là em tắm cho bé cái loại mà người ta bán là cái loại sữa tắm chẹt bằng lá. Sữa tắm bằng lá người ta chiết xuất lại. Nhưng mà được 2 ngày thôi là bạn bắt đầu nổi sừng 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 sừng. Là bị dị ứng đó. Các em đổ qua cái loại khác thì cái loại mà dành cho những bé da nhạy cảm. Cực kỳ nhạy cảm luôn. Thì rồi chị râm sảy này nọ thì bạn mới ổn. Còn không là vẫn là do bị dị ứng rồi. Bạn rất là dễ bị dị ứng với mọi thứ luôn á, kiểu nhạy cảm lắm kìa. Cũng vất vả ha. Cái mà nãy mẹ Kubi nói cũng là cái mà mình muốn nói đó. Đôi khi nó rất là tốt chứ không phải không. Nhưng mà trên cơ địa mà dị ứng á thì mình phải cẩn thận. Chứ không phải cái lá đó nó sẽ tắm điều trị cho bách bệnh. Còn mẹ Mio thì tắm bằng cái gì? Lúc mà sinh Mio tới giờ thì bà thì cũng có xài lá, xài lá cho dạ. Nhưng mà do là trên cái lá thì khi mà bà xài cái lá trầu á bác, bà dò ra. Rồi để sau cho đó là hơi ấm các kiểu. Thì mình có cái truyền thống đó. Nhưng mà bé nhà em cái nước trong cái lá trầu á mà rửa chưa sạch á, tại vì rửa ngâm nước muối đi chăng nữa thì không biết sao nó dị ứng với lại cái lá trầu đó. Nhiều khi người ta xịt thuốc sau. Dạ đúng rồi. Thì khi mà đắp lên bắt đầu bị dị ứng. Không nổi gì hết nhưng mà con ngứa. Có nghĩa là cứ vặn mình qua lại, cứ mỗi lần làm như vậy là bị. Cho nên là từ bé tới giờ em không có áp dụng những cái phương pháp dân gian cho con. Thật sự ra My thấy rằng là kinh nghiệm dân gian nó cũng không phải là hoàn toàn sai đâu các mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì trong lá trà và lá trầu nó có những cái kháng khuẩn tự nhiên nha. Nên thành ra là một số trường hợp á, mà trẻ bị rơm sảy nó là một dạng của viêm da mà do tắc những cái tuyến bã đó, mà có thể là do vi khuẩn á. Thì nhiều khi mình tắm những cái lá trà và lá trầu nó cũng sẽ giảm bớt tình trạng viêm nhiễm. Tuy nhiên á, là cái lá trà và lá trầu á, nó không phải là một cái loại lá mà điều trị bách bệnh. Cái gì ở dinh da cũng đem nhỏ ra tắm lá trà, trụng lá trà, trụng lá trầu hết. Và câu hỏi tiếp theo, trẻ em sinh ra có nhiều gây, có nghĩa là những cái bận trắng trên cơ thể em bé đó, sẽ có ít nguy cơ bị dị ứng phát ban hơn là những bé còn lại, đúng hay sai?
Cái này hay quá. Cái này hay quá không biết luôn. Không biết. Hay quá rồi. Rồi nhờ mẹ Mio giải thích. Thì em nghĩ là cái mượn trắng nó không đóng góp vào cái phần mà em bé có phát ban hay không, sẽ tùy thuộc vào cái thể chất và cũng như tình trạng sức khỏe của từng bé. Dạ. Còn mẹ em y chang nha. Mẹ cũng bị y chang luôn. Rồi mẹ Diễm Châu thì không biết vậy nhờ bác sĩ. Mình ấp ủ được con trong vòng những giờ đầu tiên á, mình thấy trên da của con nó có một cái lớp trắng, không đúng biết rồi, các mẹ có để trắng ý không? Như vậy á bác, đúng mình rồi. Cứ nghĩ nó dơ. À đúng tắm rồi. Từ từ nó hết. À trước đây á có một số anh chị á là bác là phải tắm cho nó sạch cái lớp đó ra. Dạ. Yeah. Ha, nhưng mà cái này á mình khó tắm sạch ha, và thậm chí là mấy ngày sau nó còn bong 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 nhẹ ra nữa. Thì cái này nó giống như cái lớp sáp ở trên da của trẻ vậy đó. À, nó sẽ bảo vệ cho trẻ giữ được cái thân nhiệt của em bé. À. Nó làm cho em bé ấm áp. Ha. Và nó bảo vệ giai đoạn ban đầu khi mà con chui từ bụng mẹ ra ngoài ha, môi trường bên ngoài đủ thứ tác nhân hết, ở trong bụng con được bảo vệ rất là tốt, ra ngoài con phải tiếp xúc với rất là nhiều tác nhân xung quanh, thì nó sẽ bảo vệ ban đầu để giúp cho con không bị tổn thương da và tránh những cái nguy cơ dị ứng hoặc là những cái tác nhân khác xâm nhập vào da của con. Cái gây đó nó chỉ bảo vệ da cho các con ở những cái ngày đầu thôi, sau này nó là tự nó bong ra, nó tự nó bong ra và nó là yếu tố bảo vệ chứ không phải là yếu tố gây bệnh ha. À, nhưng mà trong giai đoạn đầu, nếu mà trong vòng 7 ngày đầu mình tích cực quá để mà cố gắng làm sạch cái lớp chất gây này á, thì có thể là da của con dễ bị dị ứng hơn. À, câu hỏi tiếp theo là trẻ dưới 1 tuổi có nên sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da hay không? Em nghĩ là không. Nó đi bơi thì chắc cũng phải. Em thấy gì không biết là đúng hay không, nhưng mà với em á, dưới 1 tuổi tức có nghĩa là em bé còn quá là nhạy cảm với mọi thứ, thì thường á trong giai đoạn này là bổ sung vitamin D cho con. Cho nên thường sẽ đưa cho con ra ngoài nắng vào các khung giờ mà có vitamin D để mà con hấp thụ. Còn lại em nghĩ là bà mẹ bỉm cũng hay để con ở nhà để cho con ít tiếp xúc với ở ngoài hơn. Cho nên cái việc sử dụng kem chống nắng lúc này em thấy nó hơi nhạy cảm. Mà em cũng em biết là hơi nhạy cảm thôi, chứ em cũng không biết là nguyên nhân sâu xa sẽ như nào, nhờ bác sĩ chia sẻ. Còn cái hướng của em á, thì giống như chị nói đi bơi, bé Kobe nhà em chưa được 1 tuổi, em không cho bé đi hồ bơi. À. Em bé muốn bơi em ở nhà tự làm phao lớn cho bé bơi với anh chị bé thôi. À, là nước hoàn toàn từ kiểu rồi. Bơi riêng. Với lại là thường thường giờ bé tắm toàn là vào từ khung buổi sáng, nắng vừa lên là bé đã tắm rồi, chứ em không có đợi tới trưa mà tắm hay phơi nắng gì cho bé cả. À, Diễm Châu thì cũng như vậy, là cỡ khoảng 3 tháng là cũng quăng đi hồ bơi rồi, nhưng mà cũng không có xài kem chống nắng. Mặc dù là có một số loại kem chống nắng là dành cho em bé từ 3 tháng, 6 tháng gì đó, nhưng mà mình cũng nghĩ là nếu mà mình tránh được cái ánh nắng quá gay gắt, có nghĩa là mình bơi từ 7-8 giờ sáng thì giờ đó nó sẽ tốt, nên là không có cần. Đối với bác sĩ thì như thế nào ạ? My chia sẻ dưới góc độ của khuyến cáo về y khoa. Hiện tại dưới trẻ em dưới 1 tuổi đó là đối tượng mà trẻ rất là dễ bị hấp thụ cái tia UV, và nó có thể làm cho trẻ tổn thương da lớn hơn gấp nhiều lần so với trẻ lớn và người lớn. Rồi giúp cho chúng ta thay đổi cái quan điểm là đưa trẻ đi ra ngoài phơi nắng để hấp thụ vitamin D, và cái đó là chống chỉ định đưa trẻ ra ánh nắng để hấp thụ vitamin D ha. Tuy nhiên á, là chúng ta sẽ vẫn cho con chơi với những cái hoạt động ở ngoài trời với ánh nắng tự nhiên, những cái thời điểm mà ít cái tác động của tia UV nhiều nhất, ví dụ như là cái khung giờ 12 giờ cho đến 2 giờ chiều là tia UV rất là nhiều ha, và thời điểm đó con sẽ hấp thụ vitamin D nhiều đó, nhưng mà nó cũng sẽ làm cho da con tổn thương. Và đối với trẻ em dưới 1 tuổi á, thì các khuyến cáo y khoa cực kỳ quan trọng cho cái vấn đề là trẻ hoạt động ngoài trời dưới ánh nắng mặt trời, và phải được thoa kem chống nắng để bảo vệ da, bởi vì nguy cơ tổn thương da do tia cực tím ở trẻ em dưới 1 tuổi cao gấp nhiều lần so với trẻ lớn và người lớn. À, có nghĩa là mình cho nó đi chơi, nhưng mà có nghĩa là nếu kinh nghiệm nữa rồi. Mà rơi vào trong cái khoảng thời gian không cho phép thì phải sử dụng kem. Dạ, phải thường thường ra ngoài ban ngày em chùm con như ninja vậy. Em nghĩ là cái kiến thức mà nhiều mẹ bỉm học hỏi được nhiều lắm. Tại rồi. Vì đa số mẹ bỉm thì nghe dưới 1 tuổi có một cái tâm lý như nhau là chùm lại, cỡ nào cũng sẽ chùm. Bí mắt nhỏ có nghĩa là mình vẫn phải cho nó đi ra ngoài chơi. Ông bà mình nói hồi xưa là cứ dục nó đi cho nó có đề kháng. Dạ, cho nó cứng cỏi, đừng có chùm nó. Con em 6 tháng vẫn chùm. Tại em ở chung với ông bà. Với phụ huynh. Phụ huynh 4 tháng nó mới được ló đầu ra ngoài luôn. Rồi, hòa nhập cộng đồng.
hòa nhập cộng đồng. Lúc đó cách ly hoàn toàn luôn. Mẹ nó từ đó mới được hòa nhập cộng đồng theo. Hai mẹ con được hòa nhập cộng đồng mừng rớt nước mắt. Rút kinh nghiệm cho đứa sau ạ. Rồi, phần tiếp theo, phần này khó hơn. Trong tay các mẹ là có bút viết rồi bảng rồi đúng không? Rồi trong đó có rất là nhiều câu hỏi các mẹ tự trả lời xong rồi sau đó mình sẽ đưa ra đáp án đúng hay sai. Người chấm điểm sẽ là bác sĩ. Hôm nay cảm giác như giống như đi thi vậy. Đi thi khó lắm đó nha. Để xem là làm mẹ đã đủ chuyên cần chưa, cách xử lý khi trẻ bị kiến ba khoang đốt. Ôi cái này em thấy này ok lắm nè. Đầu tiên, rửa sạch vết thương bằng xà phòng hoặc nước muối sinh lý. Câu B, bôi dầu gió. Câu C, sử dụng bất kỳ loại thuốc nào có sẵn tại nhà, cái thấy ghê vậy. Câu D, che kín vết thương. Trời ơi, tai bét luôn. Tôi chụp cô A. Em chọn A luôn rồi. Ai cũng chọn A hết trơn. Tôi cũng chọn A luôn. À, em có học rất là kỹ những cái khâu xử lý của kiến ba khoang. Bởi vì nhà ở chung cư thì nó sẽ dễ có đúng kiến rồi, ba khoang. Nó bay như hoài. Trời ơi, tới mỗi mùa mưa chị, em phải đóng kính bít lại cửa rồi em kéo rèm. Em không dám mở đèn ở ngoài được ban công luôn. Tại vì rất là nhiều luôn. Mà rất là sợ, cho nên lúc nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ cho nhà. Lỡ mà con có là em xử lý lại. Sẵn có thuốc ở trong nhà. Đúng không bác? Đúng không bác? Đúng rồi. Bác nếu mà khi mà nó cắn á, mình tập nhẹ thì nó bị cái mũ thì nó mới nguy hiểm, cái nhựa ở trong cái người nó mới là nguy hiểm. Nếu mà nó cắn thì không sao hả? Thật sự con kiến ba khoang á, nó không có cắn mình. Nó không cắn mình. Mình chà nó. À, nhưng mà cái dịch tiết của con kiến ba khoang nó có thể gây hoại tử da và bỏng da, da hóa chất. À, bởi vì trong cái dịch tiết này nó chứa những cái enzyme gây tiêu hủy những cái cấu trúc của da. Và khi mà da của mình bị hủy á, thì nó sẽ mất đi tính toàn vẹn của da. Môi trường bên ngoài mình rất là nhiều tác nhân gây bệnh vi trùng. Chẳng hạn ở đây cũng có vi trùng vậy ha. Thì vi trùng nó sẽ xâm nhập vào những cái vết thương mà nó đang bị hở ấy. Và nó sẽ gây tình trạng nhiễm trùng bội lên trên cái nền của con kiến ba khoang nha. Do đó khi mà mình thấy kiến ba khoang mình phủi đi thôi, chứ mình đừng có đập. Hoặc là nếu mà mình bắt nó đó thì mình phải dùng cái khăn giấy để mà mình bắt lấy nó, chứ mình đừng tránh để cho dịch tiết của nó tuôn ra và nó dính vào tay của mình, bởi vì dịch tiết nó sẽ làm gây hoại tử da. Có nghĩa là không phải nó cắn nha. Đúng. người ta đang làm cái bài tập người ta. Đúng, người ta rất là hiền, người ta vô hại, chẳng là mình không thấy mình đạp. Con kiến ba khoang ví dụ như là nó đậu ở trên mùng mền, chăn mùng mền hoặc là ghế sofa của mình và nó thải ra cái dịch tiết trên ghế sofa. Và cái dịch tiết này ví dụ nó vừa thải ra con mi ịn cái tay vậy ha, là hơi bị mi nguyên quệt đây. Nên thành ra là mình phải dọn dẹp sạch sẽ nhất luôn, không mới phóng sinh. Thấy là tiêu diệt không chịu. Rồi tiếp theo, khi có biểu hiện phát ban nên cho trẻ ăn những loại thực phẩm nào? Thứ nhất, giàu đạm. Thứ hai, giàu chất béo. Thứ ba là thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao như tôm với hải sản. Trời ơi. Thứ tư, thực phẩm dễ tiêu hóa và cung cấp đủ nước cho trẻ. Cái câu này mà trả lời sai nó tôi hiểu luôn đó. Là tất cả đều chọn câu D. Em cũng chọn câu D. Nhưng mà mình lưu ý thêm một chút xíu á, là khi mà con sốt phát ban xong á, mấy đứa nhỏ nó bị hành sốt, nó ốm lắm. Nên thành ra đa số là ba mẹ cũng muốn cho nó ăn. Có hụt nên là cứ cho nó ăn ông nhất lộn mà. Đúng rồi. Mình cho nó ăn rau không hà, cho nó uống nước không hà, làm đúng sao nó lớn được. Thằng nhỏ ốm có mấy bệnh, có mấy bữa ốm nửa ký rồi kìa, mà cho nó ăn rau không vậy? Mẹ chồng tương lai. Mẹ chồng tương lai. Cũng có ở nhà vậy đó. Nhưng mà sau bệnh thì thường thường là Diễm Châu sẽ cho con ăn những cái đồ mà nhẹ nhẹ dễ tiêu, chứ không mới dám cho nó ăn nhiều đạm. Thì cái câu số phát ban này á, giúp cho ba mẹ có thể hiểu được là mình cho trẻ ăn uống như bình thường thôi. Nhưng mà mình lưu ý là không cho trẻ ăn những thực phẩm thích ăn mà trước giờ trẻ chưa từng thử. Bởi vì khi mà nó trùng lên trên cái nền mà dị ứng lên, phát do dị ứng nữa, thì mình không biết là do bệnh phát ban này nó nặng lên thêm hay là do con trồng lên trên cái dị ứng thực phẩm thức ăn. Dạ, có nghĩa là mình vẫn cho ăn đạm bình thường, nhưng mà nó đừng có cho nó ăn nhiều quá. Dạ, ăn những cái đồ lạ đi thì đúng thôi, rồi, khoan không dừng. Ăn đồ lạ, đồ quen thôi, có nghĩa đúng là vẫn cho ăn thịt cá bình thường ha. Con em thì nó dị ứng với tôm, lần đầu tiên ăn là nổi. Rồi còn câu hỏi nào nữa không? Hết rồi đó. Tụi em đã qua dòng kiểm tra. Qua là làm mẹ cũng được. Dạ, mẹ ơi. <cũng được. cười>
Theo các mẹ thì khi bé có biểu hiện dị ứng trên da thì khi nào mà mình nên đưa đi khám, hay là mình gặp cái mình đi khám liền? Chứ tôi là tôi gặp cái tôi đi khám liền, tôi sợ quá. Em vừa mới thấy nó nổi ba hồ thôi là bế mình đâu có nhiều bế trị này trị kia rồi xong mình rửa này rửa kia cũng nguy hiểm. Em hay sao kể cả con sốt cũng vậy, em sẽ theo dõi con trước. Ví dụ như giống như những cái vết dị ứng trên da thì sau cái đợt tay chân miệng mà em vừa kể hồi nãy á là bị là do là sát bệnh quá thôi, còn những lần sau em vẫn ở nhà theo dõi. Thì tầm 24 tiếng sau con có cái triệu chứng như sốt hoặc là ngứa hoặc là khó chịu con đó thì em sẽ đưa đi thăm khám. Bé nhà em thì nó quá nhạy cảm nên em phải bế đi liền. Không biết là nó nổi cái gì cả. Kiểu có này là mới, còn bà mẹ này mà kiểu như cuồng con quá, thấy con bị gì là đi bác sĩ kia tin tưởng mỗi bác sĩ thôi, không tin ai hết trơn. Thì My rất là đồng ý quan điểm của mẹ Mio. Đó là lý do mà chúng ta phải ngồi đây để chuẩn bị kiến thức. Chứ họ có một xíu của mình nhảy vô bệnh viện, họ xíu gặp bác sĩ thì nó sẽ dẫn đến hai cái tình huống. Thứ nhất là con mới chấm bị thôi, nên thành ra là triệu chứng của con nó chưa có đầy đủ để bác sĩ có thể đưa ra một cái chẩn đoán chính xác. Và cái tình huống thứ hai là chúng ta sẽ góp phần làm cho quá tải tại cơ sở y tế. Và tình huống thứ ba nữa đó là lây nhiễm chéo. Nhiều khi con mình bị nhẹ nhẹ vô ngồi kế bạn ho ho cái gì nó ho theo sao chẳng hạn như vậy. Thì My đồng ý là khi mà con bị dị ứng da thì thông thường là do con tiếp xúc với yếu tố dị ứng. Nếu mà chúng ta ngăn cái yếu tố dị ứng dị ứng nguyên á mà tiếp xúc với con thì nhiều khi da con trong vòng 24 giờ con sẽ giảm xuống tình trạng dị ứng. Mimi sẽ gửi cho Diễm Châu và hai mẹ 5 dấu hiệu khi mà con có dị ứng da mà con phải đi gặp bác sĩ ngay. Thứ nhất là con có dị ứng da kèm theo với sốt. Thứ hai là con dị ứng da kèm theo với lại tình trạng khó chịu, bứt rứt, quấy khóc và rất là mệt mỏi. Dị ứng da kèm theo với lại dị ứng những cơ quan khác, ví dụ như là viêm mũi, dị ứng, hắt hơi, nhảy mũi, ngạt mũi, ho khò khè, khó thở, tiêu chảy, ói ọc là dị ứng tại đường tiêu hóa đó ha, là mình cũng phải đi bệnh viện ngay. Rồi cái thứ tư đó là dị ứng mà kèm theo với lại trên hai cơ quan trong cơ thể, ví dụ như là ghế dị ứng mặt nhưng mà kèm theo với thân người là trên hai vùng da rồi, hoặc là thậm chí là dị ứng toàn thân là mình cũng phải đi bệnh viện liền chứ không có đợi theo dõi ha. Và cái cuối cùng là cái thứ năm là trong trường hợp mà ba mẹ rất là lo lắng và hoang mang, không biết là có nặng hay không, mình cái linh cảm của người mẹ rất là quan trọng. Nhiều khi mình cảm thấy bất an trong lòng lắm thì mình cũng vẫn phải đi gặp bác sĩ ngay. Cảm ơn bác sĩ, có nghĩa là mình không phải cái gì mình cũng phải ngồi mình đợi. Bé nhà em mà không đợi được, tại vì một khi mà nó nổi là nó gai dữ lắm, nó ngứa là nó gãi vào không kiểm soát thì chỉ có thể đi đến bác sĩ rồi để bác sĩ để giảm lại cái ubi là nó đặc biệt rồi, nó da rất là nhạy cảm, mặc dù em đã cố gắng điều chỉnh dinh dưỡng và tất cả mọi loại sữa tắm nước nôi này nọ các thứ, chắc là do cơ địa của mẹ nên là bé cũng hưởng được ít nhiều, kiểu em rất là dễ bị dị ứng, da em rất là dễ nhạy cảm nên là bé cũng trên trời rồi. Đúng rồi, cái dị ứng này nó di truyền á mẹ cô Vi. Cảm ơn Dr. Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình, giúp kết nối các bác sĩ và cộng đồng những người quan tâm y tế và sức khỏe. Đây còn là một mạng xã hội dành riêng cho các bác sĩ và chuyên gia y tế cùng trao đổi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn. Các video tổng kết những gợi ý hữu ích từ các bác sĩ khách mời của chúng ta hôm nay cũng sẽ được đăng tải trên kênh chính thức của bác sĩ trên app Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình. Hãy tải ứng dụng Doctor Network để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin y tế hữu ích nào quý vị nhé. Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn hai mẹ đã tham gia chương trình và cảm ơn sự đồng hành của Doctor Network. Xin chào và hẹn gặp lại chương trình lần sau nha.